trên bến sông, coi chiếc cầu nhỏ hàn câu dưới nắng trong lá trầu không. Dì tôi trông dễ thương, bán rau chợ đóng ý a. Dì tôi chưa có chồng, dì tôi chưa có chồng, làm cho tôi khổ lòng, làm cho tôi khổ lòng. Rầu quá, bà dì của tôi á chưa chồng mà bà đi đêm thấy gớm luôn á. Bà nghĩ sao mà tối xuống bà đi tới sáng, rồi tới sáng về cái bà ngủ tới chiều, chiều ăn miếng cơm cái tối đi tiếp à. Có bao giờ bà đi khách không ta? Có nghĩa là con dơ, có nghĩa là làm gái. Đừng nói là bà là gái giang hồ quốc tế nha. Trời ơi, nếu đúng như vậy thì dì ơi, dì ơi, dì ơi, dì ơi, em hòa biểu dâu mộng mơ, em ấp như những ngày còn thơ. Tiếng người hay tiếng thú? Em tình yêu đến nhưng còn ngu mơ, nên em vẫn là người bơ vơ. Hey! Hoa mi hót trong vườn khuya, hoa mi tóc nâu là em đó, hoa mi hót trên bầu trời xanh, hoa mi mong manh những tiếng cười la 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 la. Con chim cánh cụt. Trời đất ơi, trời ơi, mấy anh mấy chị ơi, thấy em đẹp như con phượng hoàng vậy đúng không? Vậy mà tả em như con quạ vậy đó trời. Mày khùng hả mày? Ai? Ai? Bà là ai? Tao là dì của mày nè. Trời, nó nhận ra gì nữa trời ơi, dì của mày nè. Đúng là dì rồi. Ờ, dì lép. Ê, mày nghĩ sao mày nói tao lép cho mày hả? Vậy mà nó nói lép nữa trời ơi. Giống như té xuống sông chết sình 3 ngày á. Lép hồi nào? Dạ quên, dì bơm. Trời ơi, sao mày ngu dữ vậy mày? Sao mày vạch áo cho người xem silicon vậy mày hả? Tao có sửa kệ tao đi, tự nhiên nó khai cho cả rạp biết hết trơn à. Dặn nè, mai mốt đi ra đường có gặp phụ nữ á, mà người ta có sửa cái gì á kệ người ta. Lúc nào cũng gặp người ta cũng nói là natural. Natural làm sao? Là tự nhiên nó chanh hỏi. Tao là tao tự nhiên nó phình ra nha mày. Cái này tự nhiên gì, nhìn muốn tự tử luôn á. Dì ơi, vậy con nói gì nghe nha. Dì rảnh mà dì đi bơm đi sửa kiểu này á, mai mốt mà dì đi du lịch bằng máy bay nó khó lắm á. Sao vậy? Có nghe cái vụ mà hành lý mà ký gửi của dì á thì nó qua được rồi, thấy không? Yên tâm. Nhưng mà cái đồ xách tay của dì á, nó vừa lố ký mà vừa mang tiếng bị khủng bố nữa. Trời đất ơi, dì đi người không có làm gì đâu mang tiếng khủng bố con. Thì đó, dì ngó lại đi. Hai trái bơm của dì nó quá cỡ à, mà không biết nó nổ lúc nào nữa. Thằng này thiệt tình đó nha. Mày khùng quá mày ơi. Tao nói như nè, mày biết một mà mày không biết 10. Mấy chị, mày mới bắt trước em đi, tiện lợi lắm. Hôm qua em ăn tô hủ tiếu em đâu có cần cái bàn đâu. Em để tô hủ tiếu đây, cái tự động hủ tiếu chạy vô họng em à. Tiện ghê không? Dễ thương không? Mày mốt cứ làm vậy đi, quất 4-5 ngàn nó lên tới mặt vậy đó à. Trời ơi, là cái chuyện thần thoại đó. Tôi nói thiệt với dì á, dì làm thiết vậy trong xóm nói gì dì biết nói gì sao không? Nói sao? Nói gì á là BD giải phẫu mà thất bại. Trời ơi, bởi vì tức dễ sợ luôn ha. Trời ơi, từ nó rớt nó nổ nữa. Thôi nhẹ nhẹ người ta bỏ chạy hết giờ. Mời dì ngồi. Đó, dịu dàng sắc xuân đi. Nhưng mà tao tức thiệt á, nhẹ nhẹ thôi, tức cái gì mà tức hoài dữ vậy? Tức thằng cha bác sĩ thẩm mỹ không biết làm sao mà ai cũng nói tao là đàn ông bị chế biến hết trơn trọi à. Thấy ghét không? Sửa sao không biết mà ai cũng nói em là người phụ nữ có nhan sắc của đàn ông mà kỳ không trời. Đó, dì nghĩ sao hả? Dì nghĩ sao mà dì cứ đi sửa hoài vậy? Gì đi thi? Thi gì? Việt Nam Got Talent. Phải gì? Trời đất ơi, mày đi Mỹ chị nó không biết tiếng Anh, tiếng Mỹ gì hết trơn à. Là đi tìm kiếm tài năng, đã hiểu không? Cái đó là kêu là Got Talent. Trời, thằng quỷ này đi học. Mày đi bên Mỹ mà mày đọc tiếng Mỹ không có đúng. Tiếng Mỹ là viết sao đọc vậy đó cha nội. Đọc sao? Việt Nam Got Talent tờ. Đó. Có gì đọc vậy sao ai đọc lại vậy? Ê, đừng thi dễ cái trình độ Anh văn của dì nha. Dì chẳng những nói được mà đi dạy được nữa con. Phải không? Mày muốn tao dạy không? Rồi. Đọc theo gì nè? Theo gì phải không? Caster. Caster. Setter. Setter. Cassette. Là gì? Là cái máy cassette. Honda. Honda. Dader. Dader. Honda Dader. Là gì? Là chiếc xe Honda. Cứ vậy đó, tiếng Mỹ chứ sao lại đọc vậy đó. Rồi dịch ra cũng vậy luôn đó con, hiểu không? Trời ơi, dì đọc kiểu đó ai đọc lại gì? Mệt mỏi quá à. Bây giờ nè, con nói thiệt với dì nè, con muốn nói chuyện với dì. Nói đi. Dì ơi, dì nói chuyện với con, dì xoay qua anh kia đi. Thằng này vô duyên quá, nói chuyện phải nhìn mặt nhau chứ, nói đi. Biết rồi, nhưng mà dì ngồi bên đây cũng ngọt thở à. Quỷ này làm như nó không thích ăn dưa hấu hay sao á. Anh ngồi hàng đầu anh thích ăn dữ lắm nè. Đợi đi, chút xíu vô trọng em sẽ xẻ ra cho anh ăn. Ôi, trái cây to quá. Anh ơi, anh khoái lên đi ngồi đi. Ngồi gần bả giống như mình bán dưa hấu 3 ngày Tết vậy. Vui chứ có gì đâu con. Vui, đúng rồi vui mà thiếu. Thiếu gì? Vì nhìn lại đi. Nhà mình nó có cặp dưa hấu mà thiếu đầu bánh tét. Trời ơi, dễ sợ là. Trời ơi, nó nói hình tượng quá đi. Chị nói tiếng gì vậy? Tao là Hoài Mi, tao nói tiếng Hoài Mi không đó mẹ. Nói tiếng chim vậy hả? Hoài Mi ở trong vườn. Con nói thiệt gì nè. Hồi nãy giờ con bực gì vậy đó. Con thông báo cho chị biết, con về Việt Nam lần này là ba má con giao cho con một sứ mạng vô cùng to lớn. Sứ mạng gì? Thông báo chị biết, con về đây là để chống cười cho gì? Vô duyên. Trời ơi, người ta cười, người ta thích tới bà luôn, tự nhiên nó chống cười. Mọi người bỏ tiền vô đây là để cười đó cho mày hay, chống cười, trời khùng quá. Chống cười là cưới chồng á. Không, cưới chồng là không nha. Thì không có cưới chồng đâu. Tao nói thiệt mày, tao không có tin tưởng đàn ông. Đàn ông trên đời này ghê lắm con. Dì ơi, cuộc đời này có người này người khác, dì hiểu không? Nè, ở đâu cũng có anh hùng. Ở đâu cũng có thằng khùng, thằng điên. Làm sao? Là tìm đâu ra được thạch xanh. Dì mù nên mới thấy toàn Lý Thông. Mày nói ai mù mày? Ờ, quên. Ý con nói là dì ơi, trai lớn lên là phải lấy vợ, rồi gái lớn lên lấy chồng. Nó giống như là bánh mì phải có pate. Đàn ông nó có máu dê trong người. Không dê sao gọi đàn ông? Dê rồi có chữa nó xù làm sao? Ngu dễ sợ. Đúng không mấy chị? Trời ơi, cẩn thận á. Trời ơi, bụng xong rồi nó quất ngựa nó truy phong liền. Không chịu nổi, không chịu nổi. Chị là chỉ để vậy thôi. Cho anh ấy anh nhìn. Ê, dì nghe con nói tiếp nè. Vậy? Trời xin con gái làm chi? Trời xin con gái cho con trai nó thèm. Đúng không? Cho nó thèm thôi, cho nó hưởng. Vô ngồi. Gì vậy? Con quê gì rồi? Trời gì vậy trời? Con cho gì biết. Con nhắc lại. Xoay quanh kia. Chóng mặt quá. Con nói thiệt với gì, hôm nay con về đây là thấy nữa ta. Đề nghị cất cái trái cây vô tủ lạnh. Con nói gì nghe. Gì mà có suy nghĩ đó, bảo đảm là gì sẽ bị ế chồng. Ế hả con? Không dám ế đâu. Trai nó theo gì nườm nượp. Mới hôm qua có người nè đòi toilet kit gì đó con. Toilet kit là sao? Bởi đi Mỹ chi cho chán trường vậy trời. Toilet là cầu, kit là hôn. Toilet kit là cầu hôn đó, hiểu không? Thì nó không biết tiếng Mỹ thiệt á. Mai mốt mình cứ ghép lại vậy là được hả, thấy không? Qua Mỹ rồi qua một cái ót vậy đó hả? Không cần passport, visa gì hết trơn rồi hả? Rồi ráp tiếng Anh kiểu đó chịu nổi thôi bên đây. Cái người mà toilet kit gì hay sao? Đẹp trai lắm con, đẹp trai mà lãng mạn lắm nha. Mà tỏ tình bằng âm nhạc không à. Vậy sao? Đi đâu cũng xách cái máy cassette theo vậy nè. Vừa thấy gì một cái nha, bật bài nhạc đầu tiên lên liền đó con. Bài gì? Vì nàng đẹp như một bông hồng. Khen gì? Câu thứ hai mới ghê. Nên tôi không dám yêu nàng. Có vô duyên không tự nhiên vậy à? Vô duyên dễ sợ luôn á con. Ủa sao trớt quớt vậy? Vì nàng bông hồng không yêu nàng. Biết rồi. Sao? Tại vì bông giả không à. Bông nhựa. Bông nhựa đó đó gì ngon tướng gì đi, có miếng thịt nào đâu, nhựa không. Trời ơi, nhưng mà ổng yêu gì? Ổng yêu em, xong ổng mới tỏ tình bằng bài thứ hai. Ổng vừa bật cái bài thứ hai lên, em giả cho một bà tay bát vậy liền. Trời, bài nói gì vậy mà dễ giả người ta vậy? Biết bài gì không? Bài gì? Hotel California. Định rủ ta đi khách sạn hả? Trời ơi, định ăn món khai vị à. Ăn khai vị xong rồi húp lẩu à. Húp lẩu xong ăn la sét à. Ăn la sét xong để nguyên đóng chén cho tao nữa à. Không có hồng. Đóng chén là sao vậy? Là có bầu đó lại vậy nè. Hiểu không? Sao nãy nhớ cái bụng gì nó gọn lắm mà sao bây giờ tè lè vậy? Vì xuất hiện gì hot không, nó còn hot cho người ta thấy gì đẹp á, hot nãy giờ hot cũng chết cũng tắt thở. À, hot đó hả? Ờ. Bình thường. Bình thường. Hot. Bình thường. Thôi nha mày, tao đảnh lắm hả mày? Tự nhiên cái phình ra bữa hút vô hoài à. Con nhận cái bụng của dì mỗi lần nó phình ra giống như bụng lãi á. Trời ơi. Nó nhảm không à. Đó, con nói gì nghe nè. Dì chê ba người ta mà dì không nhìn lại dì. Sao? Dì là phụ nữ. Đó, mà cầm kỳ thi họa nằm đâu? Trời, cầm kỳ thi họa là em số 1 đó mấy anh mấy chị. Con về nhà dì nè, con còn thấy cái gì ở trong nhà nữa không? Tivi, đầu máy, tủ lạnh đâu? Thấy chưa? Chống bôi, chống quớt vậy trời. Dì cầm hết rồi đó con. Dì giỏi cầm lắm con. Đó, con kỳ. Kỳ, trời ơi, nói vậy chưa kỳ nữa hả trời? Mấy chị nãy giờ thấy em kỳ không? Trời ơi. Chị hết hồn rồi, đừng bắt chước tôi nghe bà nội. Rồi về cái ông chồng tối ngủ say quả ấy, trời ơi quả diệm sơn. Thôi thấy vậy là kỳ quá rồi con. Còn thi á là người ta thi một lần gì thi tới 10 lần mà không lần nào gì đậu hết trơn á. Rồi con quạ là nhờ ba cái cầm kỳ thi đó mà tai quạ nó dán xuống đầu gì hoài á con. Đó gì thấy không, nó gì nghĩ sao vậy? Ý con nói là gì là không người phụ nữ không có công dung ngôn hạnh. Trời ơi tôi tức dễ sợ luôn nha. Vậy mà nó còn nói chưa công nữa nè. Ụ điện phía trước, ụ nước phía sau vậy mà chưa công nè. Ô ô là công em đó nha. Ô là công nhà sexy lady. Thôi. Trời ơi nghĩ sao mà múa hoài à. Mệt ghê á. Thôi mấy ngày gì? Con rầu gì quá đi. Nói gì như vậy mà dư đội đi thi cử chứ vậy? Hả? Hát hò làm sao? Trời ơi, dì đi thi là dì thi hát bè chứ đâu phải hát chính đâu con. Bây giờ mày thử mày hát tất cả bài gì để tao bè cho mày coi. Rồi hát bè hả? Rồi con hát gì bè theo phải không? Rồi, được rồi. Con con coi thử gì bè ra sao nha. Con sẽ hát bài Môi Tím. Trời ơi, dì thích bài đó dễ sợ á. Vô. Môi tím là bị đòn mới môi tím. Bắt đầu nha. Tình mình là tình đẹp nhất đó anh. Anh đó anh. Tình học trò mừng tím áo xanh. Áo xanh, áo xanh. Kỷ niệm lần đầu hẹn nhau trên phố kia. Hai đứa say sưa vui dắt nhau đi ngoài mưa. Trời mưa lớn quá. Anh đã quên em trong trái tim. Trái tim ở đây, trái tim ở đây. Vì ván đôi ta như cuốn phim. Cuốn phim, cuốn phim. Sách. Thôi. Bè gì kỳ vậy trời? Bè bậy không à? Con khổ gì quá à? Nói gì cứ hát hò hoài mà thi làm gì nữa? Vì thi để gì nổi tiếng, để gì trả thù đó con. Vì trả thù cho mình. Con còn nhớ hồi xưa không? Sao gì? Lúc mà nhà mình nghèo đó, nhà mình không có tivi. Hai dì cháu mình mới qua nhà hàng xóm coi tivi xong người ta mới nói là con ăn cắp đôi dép của người ta đó, con nhớ không? Đúng rồi. Con không cắp đôi dép mà người ta cứ nghĩ là con ăn cắp đôi dép. Dì ơi, đôi dép đó con không có lấy. Dì biết là con không có lấy. Tại sao dì biết con không lấy? Tại dì lấy. Dì lấy dì bán. Dì gom tiền cho con đóng tiền trường đó, con nhớ không? Nhưng mà cái chuyện đó là chuyện nhỏ thôi. Còn chuyện quan trọng hơn là dì muốn nổi tiếng để dì trả thù một người. Người nào nữa? Đó là ông Tám. Căm thù ông Tám. Tám nào mà gì mà thù sát khí dữ vậy trời? À, dì đừng nói ông Tám. Ông Tám nhà ở bờ sông, mối tình đầu của dì, phải không? Đừng nói nha. Mỗi khi chiều về em ngồi hát bên dòng sông. Ôi chiều nào dì cũng hát. Dòng sông nơi xa xôi. Dòng sông quê mình. Nơi đất khách quê người. Từng chiều em hát cho vui phải không? Cho vơi đi nỗi buồn. Nỗi buồn của gì? Nỗi buồn của anh người lữ khách tha phương. Ủa sao mà nói trớt quớt không vậy? Tình yêu đến em không mong đợi gì, tình yêu đi em không hề hối tiếc. Ngày xa xưa em hát với dòng sông, mà giờ đây em hát với dòng đời. Mà dòng đời không em ái như dòng sông. Đó, vỗ tay cho Nhân luôn, vỗ tay Nhân luôn. Anh Tám, anh Tám. Trời ơi, Tám hoài, trời ơi, Tám hoài, Tám em ở hoài. Đây mà sao anh bỏ em, anh đi đâu vậy anh Tám? Hả? Tiếng động gì vậy? Tiếng động gì? Dậm chân, dậm chân. Không, tiếng pháo nổ. Bao đò đù hồng đưa sao sang sông. Sao ơi, sao ơi, sao sao sổ lòng nên sao bay xa. Để người yêu đã bên ta máu hồng nhuộm rơi trước nhà. Rồi vỗ tay lần cuối luôn. Đó, rồi cho Nhân luôn, Nhân luôn, Nhân luôn. Trời ơi nhận mặt nhau đây ta nghẹn ngào muốn khóc. Rừng rực lửa yêu đương như gợi giấc mơ về. Muốn mơ cho mơ luôn. Nghe tiếng em cả anh sao xuyến trong lòng. Anh Tám út lép, anh Tám út lép. À! Trời ơi, gì vậy? Gì đồn gì chẳng thấy. Thông cảm đi con, người ta làm 4.000 gì làm có 40 đô à. Làm bên Iraq á, qua Iraq cái trạm bác sĩ cho nói chứ 40 đô là không có silicon đâu bà nội. Đã nhét 2 trái lựu đạn vô đây nè. Nhẹ nhẹ thôi chứ nó xúc chốt là banh xác hết cả rạp tội nghiệp ta con. Nát tim luôn. Thôi tao mệt quá, tao giỡn. Tao giỡn vậy thôi. Dạ. Má mày với ba mày với tao á, cứ theo tao nói hoài, bắt tao có chồng hoài à. Tao đâu phải là tao điên đâu. Thất tình ông Tám thôi mà, còn nhiều người đẹp hơn nữa. Anh này nè, đỡ thấy không, anh đẹp không? Mà kia cũng bảo đèn, cũng có kim tuyến luôn ha. Thôi em nhường cho chị. Nhường gì, tao vợ chồng nhau, nhường gì? Thì tao nói vậy tao đỡ nhục. Trời đất ơi, cái thằng này sao nó vạch mặt tôi hoài à. Bây giờ tao nói nghe nè, biết sao bữa nay dì mặc đồ đẹp không? Sao? Dì đi ra phi trường, dì đón bồ của dì, chồng tương lai của dì đáp xuống đây nè. Toilet kit gì đó. Nói vậy đi thôi. Rồi, vui lên, nói với ba má con là dì có chồng nha. Dạ. Thôi dì đi đón chồng dì nha. À, mà khoan dì ơi, chồng của dì là ai vậy? Leonardo đó. Rồi bạn nghĩ sao phải quen Leonardo ta? Thì bạn này khùng lắm rồi đó. Mà trước cái giờ mình thấy Leonardo trên phim mà đâu có thấy ngoài đời đâu. Dì ơi, dì chờ con với dì ơi, cho con gặp Leonardo dì ơi. Mày nói khùng quá trời đất ơi, nó nghĩ sao em cặp được với Leonardo trời. Tôi cặp với Trường Vũ thì được ông nội. Đi vô. Không vô hả? Với dì trời đất ơi. À, trời trời. Xém để trái cây rồi. Ăn dưa vô cổng nha. Đã đi từ Âu sang Á, tôi đã đi từ Mỹ Úc tới Phi. Tôi đã đi qua miền cực nóng, tôi đã đi đến xứ lạnh vô cùng. Đi cả cuộc đời không đâu gọi mời bằng phô thị quê tôi.